Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 292-293 Tây thành xóm nghèo, hắc nô bọn hắn chỗ ở phòng ốc phía trước, lúc này đã sớm bị một đám võ trang đầy đủ thành vệ quân bao vây đứng lên, những thứ này thành vệ quân, mỗi cái người mặc áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao, lạnh lẽo nhìn lấy phía trước trong trận pháp hắc nô bọn người, sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn đi tới nơi này, đã có nửa giờ, vốn là tiếp vào phó thống lĩnh mệnh lệnh, là tới trảo mấy cái tại phùng gia gây chuyện tội phạm, tưởng rằng chẳng qua là một chuyện nhỏ, có ai nghĩ được, đối phương thật không ngờ ngoan cố, trốn ở trong trận pháp, nửa ngày không ra, nhưng dẫn đầu đội trưởng quản vĩ, cực kỳ phẫn nộ, tại trong hoàng thành, liền bọn hắn thành vệ quân mệnh lệnh cũng dám không nghe, hơn nữa còn là một đám ngoại lai võ giả, quả thực là phản thiên. Người bên trong nghe cho ta, chúng ta phụng mệnh tới bắt các ngươi, không còn ra, tự trách mắng ta thành vệ quân không nói đạo lý, đến lúc đó, triệu tập vương triều huyền vũ vệ cao thủ, đem các ngươi mấy cái, xem như mưu phản bắt lại, nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy, đầu lĩnh đội trưởng quản vĩ, sắc mặt âm trầm, hướng về phía trong trận pháp hắc nô -no bọn người nghiêm nghị quát lên. Người tới bắt phía trước, hắn cũng hỏi thăm một chút hắc nô -no tình huống của bọn hắn, biết là diệt thế gia phùng gia một đám cao thủ, lúc này lại cũng không dám cưỡng ép xông vào, dù sao, thân là thành vệ quân đội trưởng, hắn cũng chỉ là một cái ngũ giai đỉnh phong võ tông, căn bản không đủ đối phương nhét kẻ răng, đương nhiên, tu vi không tính là gì, tại trong hoàng thành. Bọn hắn thành vệ quân liền đại biểu vương triều Quang phương, còn không có bất kỳ một thế lực nào người dám đối bọn hắn động thủ, chư vị cũng là thành vệ quân hảo hán, tại hạ tự nhiên không dám bất kính, chỉ là, các ngươi nói tới phùng gia sự tình. Chính là phùng gia trước tiên ám hại chúng ta bên này võ giả, bị nhìn thấu phía sau, càng là đối với chúng ta tàn nhẫn ra tay, chúng ta bị thúc ép phản kích, mới bất đắc dĩ giết người. Chuyện này, hiện trường chứng nhân rất nhiều, đều có thể chứng minh chúng ta nói tới. Các hạ trực tiếp đi tới bắt người, tự hồ bắt lộn đối tượng A. Hắc Nô đứng tại trong trận pháp, âm trầm nói, xếp thấy đối phương thành vệ quân thân phận, hắn cũng một mực khắc chế, cũng không động thủ, trảo sai đối tượng. Quản vĩ lạnh trên một tiếng, phùng gia phát sinh sự tình hắn sao lại không biết chỉ là một lần đến đây bắt người là phó thống lĩnh tự mình ra lệnh hắn cũng không có biện pháp mặc kệ đối phương là không phải vô tội hắn đều nhất thiết phải đem người mang về nếu không thì là thất trách vô năng lập tức quát lên mạng người quan trọng trong đó trong sạch lại không thể chỉ nghe các ngươi lời từ một phía chỉ có chư vị cùng chúng ta trở về thành vệ thự tổng bộ điều tra đem sự tình tra rõ ràng mới có thể trả lại cho các ngươi trong sạch. Nếu như sự thật không phải là các ngươi nói tới như vậy, tại hoàn thành tàn sát thế gia, thế nhưng là chặt đầu tội lớn, tại hạ trước kia cũng nói, phối hợp các ngươi điều tra, không phải là không thể được, nhưng các ngươi thành vệ thử tới bắt người, dù sao cũng phải hạ đạt lệnh dẫn độ A, liền lệnh dẫn độ cũng không có, để chúng ta như thế nào đi với các ngươi. Ai biết có phải hay không các ngươi công báo tư thù. Nghĩ thay phùng gia báo thù, hắc nô cười lạnh thành vệ thử bắt người trước hết đưa ra lệnh dẫn độ mấy tên này lệnh dẫn độ cũng không có không phải lãnh gia phái tới người đó mới là lạ gia hoãn quản vĩ tức giận đến run rẩy cả giận nói lệnh dẫn độ bản đội ra vội vàng nhất thời quên mang theo nhưng bây giờ đã phái người đi lấy mấy vị có phải hay không hẳn là đi ra chống lại thành vệ thử bắt người có biết là cái gì tội cái kia cũng muốn chờ lệnh dẫn độ đến rồi lại nói hắc nô tích thủy không vào có lệnh dẫn độ, mới tương đương có quan phương văn kiện. Nếu bị mang vào thành vệ thự, trực tiếp giết chết, cũng không chỗ giải oan, lúc này Hắc Nô chỉ là cầu nguyện, Trần Thiểu bên kia có thể có tốt tin tức, trong trận pháp, U Thiên Tuyết bọn người, thì đều vô cùng khẩn trương, cùng hoàn thành thành vệ quân đối kháng, bọn hắn phía trước nghĩ cũng không dám suy nghĩ, yên tâm đi, bọn gia hỏa này, còn không dám xông tới bắt người. Cũng hướng không tiến vào, hắc nô mắt nhìn khẩn trương tiêu chiến bọn người, mở lời an ủi đạo, tiêu chiến bọn người cười khổ một tiếng, đối phương là hướng không tiến vào, thế nhưng thế nhưng là thành vệ quân A, bọn hắn thật có thể một mực trốn ở đó sao, quả nhiên, không bao lâu, một cái thành vệ quân trong tay cầm một trang giấy, vội vã chạy tới, đưa tới quản vĩ trong tay. Quản vĩ mừng rỡ trong lòng, liền cầm lên tờ giấy kia, hướng về phía hắc nô bọn hắn dùng sức mở ra, nghiêm nghị nói, thấy không, Lệnh dẫn độ ở đây, Chư vị còn có lời gì có thể nói? Ta đếm ba tiếng, Chư vị nếu là còn không ra, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về thành vệ thự, lợi dụng mưu phản tội luận xử, đến lúc đó, Chư vị diện đúng nhưng là không phải ta chờ, mà là vương triều Huyền Vũ vệ cao thủ. Nhìn thấy quản vĩ trong tay lệnh dẫn độ, Hắc nô trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đối với thành vệ thự cực kỳ thấu hiểu, lệnh dẫn độ chỉ có phó thống lĩnh cấp bậc trở lên người mới có thể phát xuống, bây giờ đối phương thật có thể lấy tới lệnh dẫn độ, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, lãnh gia mời được người, ít nhất cũng là thành vệ thự phó thống lĩnh cấp cao tầng, hắc nô tiền bối, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiêu Chiến bọn người, trong lòng cũng là hoảng hốt, hắc nô cũng nhíu mày, đến lúc này, hắn cũng không biện pháp, lệnh dẫn độ vừa ra, hắn như còn phản kháng vậy thì thật là cùng đại uy vương triêu quan phương là địch, theo mấy vị trở về, nhưng cũng không ngại, bất quá, mấy người bọn họ trước đây cũng không ra tay, hẳn là không tất yếu cùng nhau đi thôi. Đúng lúc này, tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở ngoài phòng, chính là kịp thời chạy về Tần Trần cùng Triệu Linh Sang, Trần Thiểu, nhìn thấy Tần Trần, hắc nô bọn người tất cả đều kinh hỉ một tiếng, là ngươi. Tại phùng gia động thủ chủ mưu. Ngươi tiểu về đức về đức về đức chấm biết kết tử cuối cùng xuất hiện, bắt lại cho ta, quản vĩ nhìn thấy tần trần. Lập tức đối với thủ hạ quát chói tai một tiếng, hắn nhưng là nhận được mệnh lệnh, cũng nhìn qua bức họa, biết bên trên tối nhìn trúng, chính là trước mặt thiếu niên này, đồng thời lời cần phải mang về, bá bá bá, chỉ thấy vô số lưu quan lướt đến, rất nhiều thành vệ quân, trong nháy mắt đem tần trần bao vây vào giữa, nhìn chầm chầm, mấy vị không cần thẩn trương ta nếu đã tới, liền không có muốn chạy trốn, bất quá, những người khác cùng chuyện này không quan hệ, tại Phùng Gia cũng chưa từng động thủ một lần, các hạ đem bọn hắn cũng mang đi, có phải hay không quá mức? Tần Trần lạnh lùng nói, quá đáng. Hừ, ai biết những người này động không động qua tay. Huống chi, bọn hắn lúc đó tại hiện trường, bắt đầu từ phạm, tự nhiên cũng muốn đi theo chúng ta cùng nhau trở về thành vệ thự. Quản vĩ hừ lạnh, bên trên thế nhưng là phân phó, ngoại trừ cầm đầu tiểu tử này bên ngoài, những người khác, cũng là tòng phạm, nhất thiết phải tất cả đều mang về, hừ, các hạ khẩu khí thật lớn, người này là ta đang các người, ngươi thành vệ quân có tư cách gì, đem hắn mắt, đúng lúc này, lại là một đạo hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, hứa bác trưởng lão mang theo tiêu nhã, cấp tốc đi tới hiện trường, trần thiểu, ngươi yên tâm, có lão phu tại, bọn gia hỏa này, mơ tưởng đem ngươi cho mang đi. Hứa bác vừa lên tới, liền lạnh giọng quát lên, mới vừa nghe được tiêu nhã bẩm báo, trong lòng của hắn lập tức gấp mất mạng, giống như bị điên chạy tới. Cuối cùng kịp thời chạy tới, không nói trước hắn phó các chủ vị trí, là Tần Trần mang đến cho hắn, chỉ là trên người của hắn độc tố còn chưa hoàn toàn loại trừ, cũng không khả năng nhường Tần Trần bị thành vệ quân nhân mang đi, một khi rơi vào lãnh gia trong tay, còn có ai có thế khắc khu độc, huống chi, các chủ đại nhân rõ ràng phân phó, tuyệt đối không thể để cho lãnh gia đối với Trần Thiểu động thủ. Ngươi thì là người nào, quản vĩ đối xử lạnh nhạt xem ra, hôm nay chuyện gì xảy ra, như thế nào cả đám đều dám như thế tự nhủ lời nói, chỉ thấy hứa bác trưởng lão trên người An Chem Xích Bào, trong lòng chính là cả kinh, kết hợp với đối phương phía trước nói tới Đan Cát, quản vĩ lập tức hiểu được, đối phương hẳn là Đan Cát người, lão phu Đan Cát hứa bác trưởng lão. Hứa bác lạnh trên một tiếng. Hứa bác trưởng lão, Quản Vĩ ánh mắt ngưng lại, trưởng lão tại Đan Cát, đây tuyệt đối là cao tầng vậy tồn tại, đồng dạng có thể ở Đan Cát đảm nhiệm trưởng lão, cơ bản đều là lục phẩm an chăm Tại Hoàng Thành, tuyệt đối là số một nhân vật. Nếu như bình thường, Quản Vĩ cho đối phương mặt mũi, cũng liền cho, nhưng mà lần này Phó Thống lĩnh rất rõ ràng cáo tri, nhất thiết phải đem các loại người hết thảy mang về, hắn thân là thành vệ thự đội trưởng, coi như đối với Đan các lại kiên kỵ cũng không khả năng làm cho đối phương cứ như vậy đem người lưu lại, Nguyên Lai like là đang các trưởng lão tại hạ thành vệ quân đội trưởng, thấy qua, bất quá những người này chính là ta thành vệ thự truy nã trọng phạm, cần mang về hiệp trợ điều tra, e rằng đang các cũng lưu lại không được. Quản vĩ trầm giọng nói, hứa bắt sầm mặt lại, không nghĩ tới thành vệ quân phách lối như vậy, chính mình thân là đang các trưởng lão, đối phương thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho. Lập tức cả giận nói: các hạ ý là, các ngươi thành vệ quân, nhất định phải ngay cả ta đang các anh chem ship đều phải mang đi. Lão Phu hôm nay chính là chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi thành vệ quân như thế nào đem người mang đi, quát lạnh một tiếng, hứa bác trong lục giai kỳ tu vi lập tức buông thả ra tới, nộ khí đằng đằng, một bên, hứa chính cũng thần sắc phẫn nộ. Toàn thân sát khí quanh quẩn, quản vĩ bọn người mạnh nhất, cũng chỉ là ngũ giai hậu kỳ tột cùng võ tông, làm sao có thể ngăn cản được hứa bác khí thế trấn áp lập tức nhao nhao kêu lên một tiếng đau đớn quản vĩ sắc mặt khó coi lạnh giọng nói các hạ nói cũng không đúng như vậy a à. tại hạ kính nể các hạ là đang các trưởng lão không dám mạo hiểm phạm nhưng mà người này phía trước tại hoàn thành công nhiên động thủ đối với phùng gia người ra tay đánh nhau cơ hồ đem phùng gia võ giả tất cả đều tàn sát ta thành vệ thự chính là bảo vệ hoàn thành an nguy chỗ tự nhiên muốn đem người hiềm nghi mang về điều tra, đây là chúng ta thành vệ thử xuất cụ lệnh dẫn độ, các hạ như thế ngăn cản, là đại biểu đang cắt muốn cùng ta thành vệ thự là địch sao. Làm càng, lão phu tuy là trưởng lão, nhưng cũng là đang cắt tân nhiệm phó các chủ, há có thể dung ngươi đối với ta đang cắt an chêm xếp dương oai. Hứa bác thốt nhiên cả giận nói, tân nhiệm phó các chủ, quản vĩ trong lòng cả, hắn nhưng là rất rõ ràng, đang cắt từ trước đến nay chỉ có một các chủ, mà lại là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì phó các chủ, bây giờ người này danh xưng mình là phó các chủ, lại là cái gì ý tứ, chẳng lẽ nói, người này tại đang các quyền lợi rất lớn, quản vĩ trong lòng kêu khổ liền điệp, chính mình tiếp việc này, thật là gặp xui xẻo. Nhưng hắn thân là thành vệ thự đội trưởng, phó thống lĩnh ra lệnh, tự nhiên không có khả năng bất chấp đi, hơn nữa hắn biết rõ, đuổi bắt lấy tần trần, cũng không vẹn vẹn phó thống lĩnh ý nghĩ, cái kia phùng gia thế lực gì, là lãnh gia cấp dưới thế gia, lãnh gia cùng phó thống lĩnh ở giữa, quan hệ cực kỳ thân mật, rất có thể là lãnh gia ý nguyện, vừa nghĩ tới lãnh gia. Quản vĩ trong lòng dũng khí tái sinh, tại trong hoàng thành, đang cắt mặc dù địa vị cao quý, đây chẳng qua là bởi vì là Anh chem xít đất tập trung, hơn nữa sau lưng có đang cắt tổng bộ một cái như vậy đại lục đứng đầu thế lực chèo chống, nhưng trên thực tế, Đại uy Vương Triều đang cát, từ trước đến nay không tham dự đến các đại thế lực trong đấu tranh, hơn nữa tại đang dược thị trường phương diện. Một mực bị lãnh gia gắt gao đè lên, có thể nói, đại uy Vương Triều đệ nhất đang đạo thế lực là lãnh gia, mà không phải Đan cát, huống chi hắn thành vệ thự còn đại biểu đại uy Vương Triều quang phương, quản vĩ há lại sẽ thuộc Đan cát, hảo, hảo, tại hạ minh bạch, xem ra các hạ là nhất định phải nhúng tay ta thành vệ thự thi hành Vương Triều thiết luật, đã như vậy chuyện này. Ta sẽ tự thân lên bẩm, hơn nữa nhường hoàng thất trên viết bắc thiên vực đang cát, ta ngược lại muốn nhìn, có phải hay không chỉ cần là các ngươi đang cắt an chem xít, đang nháo chuyện tùy tiện giết người, liền có thể tránh né trừng phạt, ung dung ngoài vòng pháp luật, không sợ hãi, quản vĩ hừ lạnh nói, hứa bắt sắc mặt biến hóa, nói cho cùng, hắn mạnh mẽ như vậy lưu lại tầng trần hành vi. Cũng không có đạo lý, chỉ là, bây giờ vì các chủ, cũng vì chính mình, hứa bác cũng là không đếm xỉa đến dù là đến lúc đó chịu đến thượng cấp đang cắt trách phạt hắn hôm nay cũng nhất thiết phải đem tần trần bảo vệ hứa bác trưởng lão không cần huyên náo như thế cương đúng lúc này tần trần đột nhiên đi ra hứa bác trưởng lão hảo ý tại hạ tâm lĩnh đang cắt thân là thế lực bên ngoài tự nhiên không thể ngược lại dân địa phương thế lực tùy ý nhúng tay vi phạm chỗ lên quy củ cái này cũng là đang cắt tôn chỉ bản thiếu thân là alchemsip sao lại làm nhường đang cắt khó xử, nhường hứa bác trưởng lão làm trái quy tắc sự tình, tần trần hướng về phía hứa bác trưởng lão nói, trần thiểu, ngươi đây là. Hứa bác sững sờ, tần trần cười cười, đạo, ta mặc dù là đang cắt an chem xích, nhưng thân ở đại uy vương triêu, tự nhiên muốn tiếp nhận đại uy vương triêu luật pháp ước thúc, hơn nữa, phùng gia một chuyện, bản thiếu là phòng vệ chính đáng. Thành vệ thự cũng chỉ là mang bản thiếu tiến đến điều tra, chỉ cần tra ra chân tướng, tự nhiên sẽ đem bản thiếu thả ra, chẳng lẽ nói thành vệ thự còn dám đem một vài không có chứng cớ tội danh đặt tại bản thiếu trên đầu? Bản thiếu thế nhưng là đang cắt an chêm xích. thành vệ thự còn không có can đảm này a? À. Cho nên nói, không cần thiết đem đang cắt cùng thành vệ thự khiến cho đối lập đứng lên, hứa bác trưởng lão ngươi nói đúng không đúng? Tần trần rất rõ ràng, nếu như đang cắt nhất định phải lúc này liên lụy vào, như vậy liền bị động, dù sao công nhiên cùng thành vệ thự đối kháng đang cắt cũng không chiếm đường lý, hơn nữa, tất nhiên thành vệ thự đều ra mặt. Nếu như hắn tự tuyệt không cùng thành vệ thự đi một chuyến, đó là công nhiên kháng pháp, tất phải gây nên càng lớn tranh chấp, vốn là chiếm lý, đều biến thành vô lễ, đến nỗi bản thiếu bên này những người khác, cũng là vô tội, ban đầu là bản thiếu, đem ông tổ nhà họ phùng cùng gia chủ bọn người đánh giết, những người khác, thậm chí cũng không động thủ, thành vệ thự cũng nghĩ mang bọn họ đi, ngược lại có chút quá mức, Tần Trần lạnh lùng nói, lúc này, hứa bác cũng minh bạch Tần Trần tâm ý. Nghĩ đến Tần Trần lúc này còn tại thay đang các cân nhắc, trong lòng không khỏi xúc động vạn phần, hảo, tất nhiên các hạ nguyện ý theo chúng ta đi, đó là không thể tốt hơn, quản vĩ cũng không nghĩ đến Tần Trần vậy mà chủ động nguyện ý cùng bọn hắn đi, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức vất tay, để cho người ta đến đây áp giải Tần Trần, không vội, trước cho ta giao phó một phen. Tần Trần khoát khoát tay, rồi sau đó đến hứa bác trước mặt trưởng lão, hứa bác trưởng lão, phùng gia sự tình, bản thiếu là vô tội, chắc hẳn ngươi cũng biết, nhưng vì phòng ngừa có ít người đùa nghịch quỷ kế, ta chỗ này còn có tam phong tin, cần ngươi chuyển giao một chút, tam phong tin, hứa bác sững sờ, sau đó nhận lấy, trong đó một phong, còn xin hứa bác trưởng lão chuyển giao cho đang cắt các, các thanh phong các chủ. Còn lại hai lá, một phong giao cho hoàn thành huyết mạch thánh địa hội trưởng, một cái khác phong, giúp ta đưa đến hoàn thành khí điện giao cho khí điện điện chủ phía trên đều có tên còn xin hứa bác trưởng lão chớ quên tần trần trịnh trọng nói video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký